chính là bộ huyệt để chống say xe này. Nó bao gồm những huyệt này: thứ nhất là 127 là điểm đõm của ổ cằm này, tiếp theo huyệt 63 này, tiếp theo huyệt 19 này, tiếp theo huyệt 26 này, và đây là huyệt số 0. Ok chưa? Chứ không thì mình sẽ dán như này trước khi lên xe khoảng 50 phút mình dán để cho nó ngấm vào. Được chưa? Rồi mình kết hợp với những huyệt sau đây. Nếu mà các bác đi lên xe mà mình không có cao dán thế này thì mình dùng tay. Được chưa? Mình dùng tay mình bấm vào đây, giữ khoảng 30 giây bấm tiếp vào đây. Kiểu giúp say xe á. Các bác để những người say quá người ta gần như là đi á. Đúng không? Đây đều là những huyệt cấp cứu. Chưa? Rồi tiếp theo ấn vào đây. Tiếp theo ấn vào số 0 này. Chưa? Cứ ấn giữ như thế khoảng 30 giây. Rồi, nếu mà trên này nó nhiều huyệt quá không nhớ được thì cứ nhớ vào hai huyệt này này. Một là này. Tay phải mình bấm cho tay trái cho nó rất đau ấy. Thì sẽ bấm cho mọi người. Bấm thấy đau quá rồi lại chuyển sang tay này. Rồi hết thằng này thì mình lại bấm vào đây. Mình cứ ước chừng để hai ngón tay đến ngón thứ ba này, bấm vào đây. Đau lắm. Đấy, bấm nó này. Cứ bấm giữ như thế này khoảng vài phút sau lại đổ sang bên này. Kể cả mình đi không đi chạy xe những cái chuyến đường dài mình sẽ mệt thì ở đấy mình thử rồi bấm này về đến nhà là gì đỡ phải hẳn đấy cho đi xe luôn nhá. Đấy rồi đây đấy rồi tay kia nhanh mà đấy. Đi ra đường rồi lấy hai khẩu trang bịt vào cái là hết để nguyên được ai cũng ngước nhìn từ mình khác người cứ để theo đường sao. Ok. Quay video nguy hiểm lắm. Đây. Đầu tiên là đây. Tập cấp này. Tiếp theo này. Điểm lõm này. Đấy, mình học rồi. Đây là nội quan này. Các đi cao to này dán kiểu gì chúng mà. Đời tiếp theo hai huyệt này. Thế là gì không? Đây là khúc chì này. Khúc chì này. Rồi. Đây là khúc chì xác định dễ lắm. Mình gấp ngón tay vào thì cái điểm. Cuối cùng cũng là điểm lõm luôn. Cái vừa nãy mình học. Đấy, lái xe hợp cốc này, nội quan này, rồi đây là khúc chì này, đấy chưa? Đấy, xong rồi nếu mà còn bị nữa, làm quẩn này, quẩn này là khác hơn nữa đấy, các cái này to này, thì ở dưới đốn của mình này, ngay góc ngón tay đây là đốn nhá, hai đốt ngón tay này, thì mình sẽ dán cái này ở dưới chỗ này, dưới đốn, dưới đốn hai đốt ngón tay để chỉ dán, dưới đốn hai ngón tay, đấy. Rồi bây giờ sẽ đi bấm để xem này. Cô cô nhá, đây này. Vuốt tay. Đau không? Có đau có gì không? Có gì không? Không có gì. Đây, đây nữa. Rồi gấp như này. Đấy. Cấp cứu này nhá. Đi đâu mà thấy người ta mệt mỏi thì cứ thế thôi, mình bắt tay. Bắt tay này. Bắt tay vào cho họ như này nhá thì mình sẽ bấm được vào cái thực cấp, chưa? Đúng bắt tay như này, còn tay kia mình bấm như này. Đấy, đó. Hoặc là những người bị liệt thì tay khó giơ, tay đau thì cứ bấm một loạt như này. Được chưa? Dễ chưa? Đấy. Thấy chưa? Bắt tay. Bắt tay. Đấy. Đấy, được chưa? Được chưa? Đấy. Đấy. Đấy.